Đây là một trong ba trường hợp dị tật bẩm sinh phức tạp nhất được phẫu thuật trong đợt này. Trước đó, bệnh nhân bị khe hở môi vào miệng, đã mổ hồi nhỏ nhưng sau đó bị thiểu sản xương hàm trên rất nặng, khiến mặt biến dạng, chức năng ăn nhai kém do khớp cắn lệch hoàn toàn. Sau phẫu thuật một ngày, dù vẫn sưng nề nhưng khuôn mặt đã cải thiện rõ nhờ khớp cắn được điều chỉnh. Cháu cảm thấy tự tin với lại tiếp với bạn bè cũng không được tự tin lắm. Cháu được phẫu thuật được chỉnh đấy, khuôn mặt nhìn nó được đẹp hơn, nên là rất là vui ạ. Phẫu thuật thuận lợi, đặc biệt là cái phẫu thuật vùng hàm mặt thì cái mức độ phù nề và chèn ép đường thở nó sẽ là nhẹ, thì chúng tôi cũng là hồi sức nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Các chuyên gia nước ngoài đã cùng bác sĩ nhiều chuyên khoa của Bệnh viện Nhi Trung ương thực hiện phẫu thuật. Toàn bộ xương hàm trên của bệnh nhân được cắt đẩy ra phía trước, xương hàm dưới thì cắt đẩy lùi vào trong, đồng thời chỉnh sửa cả xương hàm. Ca mổ thành công sau 6 tiếng. Đặc biệt qua hợp tác, kỹ thuật mới như công nghệ 3D đã được bệnh viện ứng dụng vào phác đồ điều trị, cũng như quy trình phẫu thuật theo dõi lâu dài cho bệnh nhi dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt, xây dựng phác đồ quản lý trẻ sứt môi hở hàm ếch từ giai đoạn sơ sinh đến tuổi trưởng thành. Tật phức tạp hiện nay chủ yếu là những cái lỗ thông lớn vùng vào miệng, ảnh hưởng đến vấn đề về thứ nhất là chức năng phát âm của bệnh nhân, thứ hai là ảnh hưởng đến vấn đề về chức năng ăn nhai, thứ ba nó ảnh hưởng đến vấn đề về tâm lý. Khi mà có dị tật này thì các bé cái khả năng mà tái hòa nhập cộng đồng rất là khó. Chúng tôi thường giải quyết cho các bé trước khi đi vào lớp 1. Thời gian tới, tổ chức NCF sẽ tăng cường hợp tác với bệnh viện thông qua tài trợ chi phí phẫu thuật, trị liệu ngôn ngữ, nội soi chẩn đoán, đồng thời tiếp tục trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng điều trị cho thêm nhiều trẻ dị tật vùng hàm mặt.